Đó, giờ đấy đi đâu? Đó kìa. Cả nhà mà đi đâu thế? Đi đâu thế? Đi đâu thế? Đi ăn. Đi ăn nha. Rồi đi ăn đi. Đi ăn xong rồi đi mua sắm. Đi chơi. Đi chơi. Đi chơi trò chơi. Ok, kìa, có đu cái xe. Rồi có động đu cái xe kìa. Đâu, cái nhảy đâu thế? Đi ăn thôi, quý vô cho thị ăn thôi. Đó, chị hai đẩy đi luôn. Cái mặt kìa. Ghê 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 ghê. Ghê rồi. Ghê rồi. Chúng ta đi đâu đó? Đi đâu đó quý quý? Đi chơi. Đi siêu thị chơi. Ừ, chí 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 chí. Rồi kiếm gì ăn thôi. Rồi, bánh cuốn kìa. Gỏi cuốn, bánh xèo. Rồi, gỏi cuốn. Rồi, theo chân cha đi coi. Đủ quá rồi. Anh nước đủ rồi. Rồi, được đưa tay vô con. Vô. Không được để đồ ăn vô đồ tay đồ ăn nha con. Rồi, cha tới đây ăn rồi luôn rồi đó. Dạ. Anh cho lợn. Uống nước cho. Bánh bò à. Bánh này bánh gì? Bánh khoai mì. Này nước. Anh uống nước cho. Rồi đứng tiếp đi, đẩy em đi. Rồi chúng ta đi tiếp. Để một hồi nữa chúng ta đi chọn món ăn. Rồi bé nó ngủ. Quá trời. Quá trời ăn. Ở này bếp xì chủ nhật quá trời đồ ăn luôn rồi. Gà ủ luôn. À, bún gì ta? Hủ tiếu vịt nữa kìa. Con ăn hủ tiếu à. Ẩm nó lên đi kìa, quậy vậy.